Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình rất vui được quay trở lại video của mình. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm chiếc ô tô từ ống hút. Đây là cách làm của mình. Từ 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 từ
gì cái nữa này. Vi, à, Vi này, đây, đây. Nó bị các bà chóp này, sao chóp hết. Tính cậu bà. Nó như đúng rồi, nhưng mà cái nó người ta vẫn chả biết gì. Mình cắt mình thế cái người. Mình cần tán mình thế. Chiếc ô tô từ ống hút. Và mình sẽ có cái đường dây này. Các bạn chọn video tiếp theo.